Ai à, hay quá, cái gì lực tài tốt quá. Tỷ số của thầy rất bây giờ đang là 3-4. Rồi rồi. Má gì nó khéo quá. Năm điều, Harris. Nếu là Murray thắng Harris luôn thì là sẽ thắng luôn cả trận. Chết mẹ rồi, này mà nhau bóng mà bị kia ép không, mẹ kiểu này một điều rồi, kìa nhau bóng chắc hơn nữa.
Không. Thôi là gây cấn rồi. Anh Thà Rét tao quay nãy giờ 5 phút mà chưa xong nữa.